Mới tin chứ, không một vết đấy luôn. Những con hàng nước ngoài về nó y vài này các bác. Còn những con mà đã xài ở Việt Nam chúng ta khoảng 1 đến 2 3 năm là những cái bắt ghép với cặp loa 99A bộ đôi bài trồng. Và không phải riêng 99A không các bác, nó ghép GB rất là hay luôn. Và đây là con 9090DB, hàng đấu giá eBay về trong sáng ngày hôm nay. Những con hàng nóng này thì em lên sóng vào buổi tối cho các bác, để các bác cùng xem nó thoải mái hơn. Trước tiên em mời các bác cùng ngắm mặt tiền và cái phần phay khung của nó rất là đẹp luôn. Hàng bên em là hàng chắc nước ngoài về, hàng đầu giá bay về nha. Tuyên lựa những con gọi là đẹp chắc từ nấm nút này các bác. Đấy. Zin không phải xước và độ ánh ánh trắng tia kim cương còn sáng bóng luôn. Như vừa sản xuất xuất xưởng các bác. Hai đồng hồ vô. Đang vào điện nha các bác. Đây, phần phay rất là đẹp. Nấm nút này các bác nhìn bộ nấm này. Hàng tuyến lửa nó phải đẹp từ A đến Z múc mùa các bác. Và em giao các bác giá rất là tốt nha. Tốt nhất tại shop em nó là 48 triệu 500 nghìn bao gồm phí ship. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 500 nghìn. Còn 48. Còn cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên em ship hàng. Khoảng vài triệu là em ship hàng tận nơi nha. Đây là cạnh trái của sản phẩm. Hiện tại điện là 110 đến 120. Các bác có thể bằng chuyển điện qua 220 bằng cách chuyển cầu. Đây. Tem đun binder là còn nguyên nha. Con này thì 10 điểm rồi, không hết nước chấm rồi. Đấy, phía sau em nó trang bị là 3 cầu loa. Series là 81612183. 1483 nha bác. Đây, các bác những con ốc này, ốc này là con ốc câu mát này. Đây, những con ốc này mới tinh chứ, không một vết đấy luôn. Những con hàng nước ngoài về nó y vài này các bác. Còn những con mà đã xài ở Việt Nam chúng ta khoảng 1 đến 2 3 năm là những cái này nó rỉ hết rồi. Đấy. Cái này là cái khó nhất, cần dần để ý mấy cái này thôi. Đây, 3 cầu loa 8 con Toshiba chi đỏ, series là 1483 nha. Tem cờ nguyên này, 115 đến 120V. Rồi em mở nội thất bên trong để các bác cùng ngắm nghía vẻ đẹp của nó nha. Bên em phục vụ các bác những con máy chắc nước ngoài về, giá 48 triệu 500 nghìn. Con này rơi thiếu rơi sốt không, thiếu mỗi thùng sốt thôi. Bác nào chốt thì nhanh tay nha. Rồi mời các bác cùng xem cái vỉa đẹp 7 màu bên trong máy của em nó. Đây là phần bên trong máy Sexy 7 màu nha các bác. Chân máy rất là đẹp, ốc ác. Mé vàng. Bác nào chốt con 9090DB này thì liên hệ cho em nha. Con máy này quá đẹp nha. Đặc biệt cái mặt tiền của nó ngắm phê luôn. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bên trong của nó thật sạch xanh, sạch đẹp, xanh sạch đẹp luôn nha. 7 màu. Những con máy 7 màu được đánh giá rất là cao về cái vẻ đẹp trưng bày. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Bác nào lấy thì cứ liên hệ trực tiếp trong qua hai số điện thoại trên.